Ngay mới có vớt dụng vỏ nè mấy bạn. Con này con Z800 này, anh chủ xe từ lúc mà anh chuyển về Sài Gòn. Hồi xưa anh ở Bình Dương, sau này anh chuyển về Sài Gòn là cái xe anh quăng ở trong kho 7-8 tháng, giờ mới đem đi bảo dưỡng lại. Mà hiện tại bây giờ cái bình nó đây nè, hiện tại bây giờ mở chìa khóa lên là cái đồng hồ sáng không nổi. Ê luôn Ní ơi, hiện tại bây giờ là cái bình nó quá yếu rồi các bạn. Các bạn thấy bóp lên là nó không có chớp nổi, nó lu luôn cái đèn đồng hồ. Ê, mẹ đang xài bình top light, coi còn xăng không, trăm miếng xăng đấy rồi. Thường mấy anh em nào mà xe mà để mà không đi á, chịu khó cỡ 1-2 tuần mình ra mình nổ máy lần, nổ máy chừng 5-10 phút thôi, cho xăng đồ nhớt nhau rồi nó bơm lên. Chứ mà thường mấy anh em mà để mà mấy anh em không đi á, để lâu quá nó cũng hại, chứ không phải đơn giản đâu. Thứ nhất là mấy cái cặn carbon đồ của ba cái xăng đồ này nọ, nó đóng lại mấy cái miệng súp bắp á, để lâu quá để cũng khó nổ. Rồi thêm cái xăng mình để lâu quá nó hết cái lượng octane, nó cũng khó nổ. Theo yêu cầu của chủ xe là chúng ta phải thay cái bình mới, không xài lại cái bình cũ. Bình này là 12V 8A. Bình này bình top light. Mình sẽ hỏi chủ xe thử coi là xài lại bình top light hay là xài lại bình xịn hơn tí xíu. Thì tùy theo anh em thôi. Đối với nhu cầu, đối với những cái xe mà giống như Z8 giống vậy, hoặc là những cái con đời cũ như CBR650, CBR600 hoặc là R6, những cái con mẫu cũ, những cái xe mà nó không có full công nghệ nhiều, không có hỗ trợ điện tử đâu nhiều á, mình nghĩ những cái bình mà phân khúc tầm trung là xài cũng ok. Xài cũng là tuyệt vời ông mặt trời rồi. Ví dụ thằng này là mai mốt mình sẽ thay cho cái con Duty Monster 795. Thì thằng này nó là 12A, thì thả vô là cứ đúng 12A tới 13A là xài vô tư. Đừng cái dụ giống như cái bình của xe, hiện tại cái thông số zin của xe nó là 9A, các bạn thay vô cái bình 7A hoặc là 5A thì nó hơi bị mệt mỏi. Còn ví dụ mà cái bình của xe nó là 9A, mấy bạn thay ít nhất là 9A hoặc là 10A, 11A vẫn vô tư bình thường, tùy theo cái nhu cầu của chủ xe thôi. Chứ còn có nhiều anh em thích thay những cái bình pin 5-7 triệu, thì thực tế mình có điều kiện, mình có kinh phí thì nó tốt. Nhưng mà đối với những cái xe mà mấy bạn mà không công nghệ nhiều, mà mấy bạn để lâu mấy bạn không đi á, mấy bạn cứ mua cái bình 10-mấy triệu mà không có cái bộ phận mà để nuôi bình nuôi nguồn á, thì nó cũng hút điện,
nó cũng đai cái bình. Nếu mà mấy bạn để một thời gian lâu, để một thời gian dài, giống như cái con xe R6 của mình á, ví dụ tự vì mình cũng hay đổ nổ máy, đá chống lên nổ máy, chứ còn để không giống như vậy á mà không có đụng vô tới nó, khoảng tầm là nửa tháng cho tới 1 tháng là cái bình nó bị tụt nguồn liền, bắt buộc các bạn phải sạc lại. Con này là thấy vô đây là có mấy con tí nó tha đồ vô đây rồi nè. Đây có mấy con tí là tha đồ đây rồi nè. Này để sẵn là tháo ra vệ sinh kim phun bột đốt luôn lần. Đây là cái bình mới này à. Đây à, 15 tháng 7 năm 2024 ha. Này bảo hành 6 tháng anh em. Giờ tháo bình cũ ra. Giờ còn vệ sinh cái nữa là xong. Quên nữa. Bữa quên dẫn này là phát tháo này ra. Tháo một bình đổi cái bình nó nằm ngang lại. Vì nó là cái bình nó nằm ngang á. Hồi trước chủ xe để bình nó nằm dọc nên nó mới hơi hở cái yên á. Vì bình nó nằm ngang. Cái phục trước là hiện tại là mới gửi đi phục hồi về rồi. Có gì anh em nói là xe em không có đi sao mà nó cũng bị xì phốt. Đơn giản cái vấn đề nó hên xui đó các bạn. Các bạn để ở một cái thời gian tĩnh nó quá lâu, nó không có cái độ bôi trơn của cái phốt đó. Khi mà anh em mà có tải nặng, mấy anh em ra mấy em chạy tốc độ cao có tải nặng, các bạn thắng gấp nó tì xuống một cái là cái nguy cơ nó bị xì phốt dầu là rất là cao. Kể cả những người anh em mà có mua xe mới đi chăng nữa, các bạn chạy được vài trăm cây thôi, các bạn để chùm mền ở nhà, mấy bạn dựng đâu đó khoảng tầm 6 tháng 1 năm, năm mấy, cái vấn đề mà nó bị xì phốt là cái vấn đề nó rất là bị thường xuyên luôn. Chứ không phải các bạn không chạy là nó không bị xì đâu nha. Anh em lưu ý cái gì cũng vậy. Xe mà nếu mà anh em mà muốn bền nhất, cứ để đâu đó nó khoảng tầm 1-2 tuần, lấy ra chạy một vòng, 2-3 cây cũng được. Thứ nhất để làm cái gì? Để cho sạc nó nuôi bình. Thứ hai là ba cái nhớt nhau nó bơm lên đầu bò. Cái thứ ba là phục phiết đồ này nọ, nó ổn định chân chu. Con này hiện tại đã bảo dưỡng thay 4 cái buji, thay một cái lò xo côn, phục hồi phục, vệ sinh trong ngoài. Tại vì kim phun bùn đốt thì mình không có vệ sinh, do anh chủ xe nói hồi xưa anh ở dưới Bình Dương, ảnh mới vệ sinh xong là ảnh đi về Sài Gòn, ảnh để luôn, nên là mình không có động tới. Quên nữa, lát nữa kiếm một cái con ốc với lại cái khâu. Đây thiếu con ốc. Rồi ok anh em, thì cuối cùng thì cũng đã hoàn thiện xong cái phần bảo dưỡng con Z800. Thì con xe này thì mình chỉ có thay 4 cái buji, rồi thay cái lò xo côn, phục hồi phục trước, với lại kiểm tra phần mặt đạn bánh trước, mặt đạn bánh sau, bố trước sau. Thì kiểm tra thì chỉ có một cái phuộc ở bên phải, là cái phuộc bên đây, là nó bị xì dầu thôi. Mình phục hồi lại một cây. Còn lò xo côn thì hồi trước là nó sẽ bị ở đây, ở đây nó sẽ bị gãy một cái lò xo côn, nên là mình thay lại cái lò xo côn ha. Rồi một con ốc đây, đầu clip mình có quay cho anh em á, là chủ xe là thiếu một cái con ốc lốc nồi, thay vô lại rồi. Với lại xe này lúc mà tháo ra vệ sinh á, thì cái dàn trong là thiếu ốc cũng khá nhiều á. Chắc xe này cũng mở nhiều rồi, nên là chỗ nào thiếu ốc á, ốc zin thì chắc mình không có rồi. Đa phần là mình sẽ lấy những cái con ốc zin của xe khác mà chung xay răng, mình sẽ ráp vô lại. Về cái phần họng xăng, kim phun, bùn đốt thì chủ xe nói là hồi xưa chủ xe ở dưới Bình Dương, trước khi đem lên Sài Gòn để á, thì đã vệ sinh hết họng nạp, kim phun, bùn đốt, đồ hết mọi thứ rồi. Chỉ có buri là chưa thay.
nên là cái phần đó là mình tháo ra mình thấy nó cũng còn sạch nên là mình không có đụng vô. Còn bốn cái bu ri á, hiện tại lúc mà đầu clip anh em nghe mình nổ máy cho chủ xe thì thực tế là cái xe này nó đang bị bỏ hết một máy. Tháo ra thì bốn cái bu ri được ba cái là nó, một cái là bị chết, còn hai cái kia là nó muốn đai, chỉ còn một cái duy nhất là máy số 1 là nó còn mạnh thôi, lửa nó còn mạnh thôi. Nên là mình tiến hành mình sẽ thay luôn bốn cái buji. Buji mình sẽ sử dụng là buji Iridium laser. Cái bình thì mình sẽ thay lại cái bình đúng thông số zin của xe Z800. Thì nhiều anh em nói cái vụ bình á, cần thiết không cho những cái xe mà đời sau giống như vậy, nó không có nhiều công nghệ mà phải bắt buộc phải đi những cái bình mà dung tích dòng xả nó lớn, hoặc là những cái bình pin thực tế mình nghĩ nó sẽ không cần thiết cho với những cái con xe đời cũ các bạn. Đối với những cái con xe hiệu suất cao đời sau này, bắt đầu từ những cái con mà full công nghệ giống như là R1, 215, 216 cộng, hoặc là những cái con mà như BMW S1000RR hoặc là Z10R, thì mình nghĩ là nên cần những cái bình đó để cho nó có lưu lượng dòng xả nó ổn định. Chứ còn mà đối với những con xe đời cũ giống vậy, thực tế các bạn, kể cả mấy bạn đi bình nước, kể cả mấy bạn đi bình khô, miễn là dung tích của nó bằng với lại thông số zin hoặc là hơn thông số zin là lụm thôi. Thực tế mấy bạn thấy con R6 mình không, mình xài cái bình đâu đó nó khoảng tầm đâu đó chưa tới 1 triệu đồng, mà mình đi 3 năm trời thì có đâu có hư đâu. Vấn đề là tại vì con R6 với lại con Z8 này, cái xe thực tế nó không có gì hết á, nó chỉ có đúng cái sườn với lại cục máy gắn lên là chạy thôi, chứ không có ABS, không có traction control, không có mod chạy, không có những cái thứ mà hỗ trợ trên cái con xe rồi. Nên là mấy bạn sẽ không nhất thiết là phải dùng cái bình quá xịn. Như bình pin ở ngoài thị trường có những bình 3 triệu mấy, có những bình 5 triệu mấy, và cũng có những bình 7 triệu mấy, 8 triệu nữa. Nhưng mà cái đó thì chỉ có những anh em nào mà gọi là dư tiền thì mình lên thì càng tốt. Chứ còn thực tế các bạn đi những cái bình thông thường khoảng tầm 1 triệu mấy quay đầu là xài nó cũng là tới nát mặt trời, không còn gì hết bạn á. Thì con xe này chỉ chủ yếu là vệ sinh hết trong ngoài, mà cái con xe này nó thì cái con xe này nó cũng bị xuống cấp cũng khá nhiều các bạn. Như cái phần sườn là nó bị chóc sơn, rồi mấy cái phần lốc nồi nè, không biết như thế nào mà hôm qua mình rửa kỹ lắm, nhưng mà mấy cái ố giống vậy nè nó không ra được các bạn, như trên lốc nồi mọi thứ. Con này mà nếu mà muốn hoàn thiện lại thì sẽ làm khá là nhiều, tại vì dàn ốc của nó đã bị xuống cấp hết rồi. Mấy bạn có coi những cái clip mà mình nói về Kawa, những cái clip cũ mình nói rất nhiều, thứ nhất là về dàn nhôm, thứ hai là về dàn ốc của Kawa rất là mau bị xét và rất là dễ bị bong ten mấy bạn. Như đây men ốc này thì nhìn cũng là đỡ ha, nhưng ốc này là còn đẹp nè, ốc cốt nè hiện tại giờ là nó đen hết rồi, mẻ đầu hết rồi. Còn như ốc dàn trên đây thì hầu như là nó xét bấy bá nùng hết rồi. Như cái này mấy bạn mà muốn liền con xe thì nó sẽ đổ chi phí ra cũng khá nhiều. Như dặm lại mấy cái phần sườn đây nè, như mấy này nè, thấy không, thấy nó xét hết. Ốc ác mấy bạn phải xi lại, rồi mấy bạn phải sơn lại dàn lốc, rồi sơn lại mâm, nói chung là nhiều lắm. Nhưng mà trong kinh phí của chủ xe là chủ xe chỉ muốn kiểm tra về cái phần máy móc sao cho nó ngọt ngào. Hiện tại cái con này là cái bộ nồi nó hiện tại là nó cũng không có bắt lắm, nhưng mà đối với nhu cầu của chủ xe chỉ có đi cà phê cà pháo này nọ thôi, thì mình chỉ tháo ra mình kiểm tra rồi mà ráp vô lại thôi, chứ trừ khi nào mà cái nồi nó quá tả. Như cái nồi này thì nó còn được đâu đó cũng khoảng tầm 70%, nó cũng chưa đến nổi. Các bạn đi cà pháo rồi đi tour rồi nội thì nó cũng bình thường, chẳng qua là nó không như một bộ đồi new để các bạn dặn là cái là nó thốc liền thôi, nó hơi chậm một nhịp nhẹ thôi, nên là nó vẫn còn ok. Chủ yếu là mình chỉ có thay buji, vệ sinh hết dàn trong ngoài, thay bình ắc quy, phục hồi phuộc, kiểm tra lại hết dàn mặt đạn trước sau, rồi rửa ráy giao cho chủ xe, với lại dầu thắng trước sau là mình thay lại dầu thắng mới. Chứ dầu thắng cũ để lâu quá rồi. Từ lúc nhiều khi mà mấy dầu thắng này mấy bạn đi từ cái lúc mà mới mua xe tới giờ, nhiều khi có nhiều xe người ta để zin luôn, người ta không thay. Và xe này đi cũng ô đô cũng cao rồi, nên là bắt buộc là mình phải thay luôn cái dầu thắng.
Còn đúng như quy trình ở bên nước ngoài, những cái con xe mà đi quá nó khoảng tầm hai mấy ba mươi ngàn là người ta sẽ xe vịt, người ta sẽ làm lại hầu như khá nhiều, bao gồm thay chén cổ trên dưới nè, cho dù chưa hư nhưng người ta cũng thay chén cổ trên dưới nè, bạc đạn trước sau nè, rồi bố thắng khi nào hết thì sẽ thay, rồi kiểm tra lại cái phần nhôm sinh dĩa nè, rồi dầu thắng là thay mới hết, phục trước phục sau là người ta sẽ tháo ra, người ta xe vịt lại hết từ anh Z luôn. Sẵn cái clip này thì mình cũng chia sẻ với bạn nào hồi bữa hỏi là nên chơi Z800 hay là nên chơi Z9 á, thì cái này nó sẽ có nhiều vấn đề nó nan giải. Thí dụ giữa trung đời ha, nếu mà trung đời 2016 giữa Z800 với là Z9 thì Z9 với là Z8 nó sẽ chênh nhau loanh quanh đâu đó nó khoảng tầm từ 30 cho tới 40 triệu, từ 30 tới 40 triệu cho một chiếc xe giữa Z8 và Z9. Thì Z8 và Z9 á thì đương nhiên Z900 dung tích xy lanh nó cao hơn và mấy bạn sẽ chạy cảm giác nó thốc ga, nó vip hơn là Z800. Và cái hai hình như là cái con Z9 nó nhẹ hơn con Z8, và cái thứ ba là con Z9 nó sẽ lùn hơn con Z8. Mấy bạn ngồi trên con Z9 mấy bạn ngồi cảm giác nó rất là thoải mái, còn cái con Z8 mấy bạn ngồi lên nó cực kỳ cao. Những cái con Z8 giống vậy, mấy bạn nào mà 1m65 giống mình á, nhón cái giò cũng hơi bị hiu á, chung hay đơn giản đâu à, nhón cái giò nó cũng hơi bị cao á, chứ nó cũng không có lùng ha. Còn Z8 thì nó chỉ được một cái là cái phần máy móc nó cũng ổn định và nó rẻ mấy bạn. Thời điểm hiện tại thì mấy bạn chỉ cần khoảng tầm 100 cho tới 120 mấy bạn sẽ kiếm được một con Z800 đời 2015, 2016 loại khoảng vậy. Thì những cái con này mấy bạn về, nếu mà mấy bạn kiếm đúng cái chất xe, máy móc ổn định, mấy bạn chạy bảo dưỡng đúng định kỳ, thí dụ giống như là xe mình đã đi 20-30 ngàn cây rồi, thì chịu khó đúng cái dung tích nhớt đó, người ta cho đi khoảng tầm là 3.000 cây cho tới 4.000 cây là mới thay. Mấy bạn cứ đi khoảng tầm đâu đó 2.000 cây, 2.500 cây thay giúp mình cái là đi biết bao giờ nó mới hư. Với lại những cái con xe mà đi khoảng tầm vài chục ngàn cây rồi, mấy bạn chịu khó đừng có ép cái máy nó quá. Thí dụ giống như mấy bạn chạy mà đóng hết ga, đá 6 số xong rồi về hồng ga, băng 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 băng, thì cái đó là chỉ có dành cho những anh em gọi là chơi máu lửa, người ta chơi hư người ta chấp nhận ga, người ta bỏ tiền ga ta sửa thì ok. Chứ mỗi con xe mà dung tích cao mà mấy bạn chạy mà nó ép máy quá thì cái độ bền nó sẽ không có được dài, giống như đơn giản như một con Exciter của mấy bạn đi. Mấy bạn nói có thể chạy max speed được 110 cho tới 115 cc, 115 km/h, nhưng mà mấy bạn cứ thử giúp mình, mấy bạn cứ đi trong cái quãng đường, mấy bạn cứ chạy thông dong nó khoảng tầm 60-70, mấy bạn cứ đúng định kỳ bạn thay nhớt. Mấy bạn đi 100 mấy chục ngàn cây chưa chắc gì nó lúc, đúng không? Đi bình thường, nếu mà mấy bạn chạy đúng cái dòng tua, sang số đồ các thứ, về số cũng vậy, mấy bạn đừng có chạy mà gọi là hết ga hết số mà trong cái quãng đường dài, thì đương nhiên là cái độ bào mòn của động cơ nó sẽ đỡ bị bào mòn hơn và nó đỡ bị tiêu hao những cái chi tiết cơ khí chính xác hơn. Nên là mấy anh em nên lưu ý, không phải là xe Nhật là các bạn nó sẽ chạy quá bền, cổ bền do người nữa các bạn. Những cái con xe châu Âu thì bắt buộc phải có những cái chế độ xe vịt riêng, nhưng mà những con xe Nhật, tất cả những dòng xe luôn, mấy bạn chạy đúng định kỳ, mấy bạn bảo dưỡng thì đi nó cực kỳ châu bò thiệt. Xe Nhật là nó cực kỳ bền. Như mấy con Z8 này mà để mà kiếm một cái con xe mà rớt máy mà làm lại đó, thì nó cũng khó mấy bạn, trừ khi những anh em nào mà chơi mà phá xe quá thì quả may thôi, chứ còn đúng chất của nó là nó bền lắm. Con này thì được cái là nó nặng với lại nó cao, nhưng mà nếu mà so về tổng thể mấy bạn nhìn cái hình ngang á, so với Z8 với lại Z9 á, mình chấm điểm thằng Z8 nhìn nó cảm giác nó ổn áp hơn, nó đầy đặn hơn. Còn Z9 mấy bạn sẽ nhìn bên hông cái sườn mắt cáo của nó, mấy bạn nhìn thấy nó hơi yếu ớt mấy bạn. Ừ, tùy theo mỗi người một cái cách nhìn thôi. Còn về máy móc mọi thứ thì Z9 nó vẫn hơn rồi, về độ bền, về tư thế ngồi, về mọi thứ thì thằng Z9 hơn, nhưng mà ví dụ về độ hầm hố thì mình cảm thấy con Z8 nó sẽ ổn hơn. À rồi, cảm ơn em rất nhiều.
Mấy bạn nào mà có nhu cầu bảo dưỡng hay là dọn xe hay là mua đồ chơi gì, các bạn cứ alo cho mình, số điện thoại mình là 0903 678 918, gặp Mr. Ken. Bye bye, chào tạm biệt.